mẹ là bơ chứ không cứt cũng mày làm gì cũng bơ như bơ. Mày ai ăn đi không cứt cho mày không mà bơ à. Chào các bạn. Hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn mà cái mẹo để cho con chó nó đi vệ sinh đúng nơi quy định nha. Đây là cái mẹo này rất là đơn giản. Thì để con chó đi ỉ đi đái đúng nơi quy định á thì các bạn chỉ cần cho mình một ít bã cà phê. Đây là bã cà phê. Đó. Rất là dễ kiếm. Còn đây là bạn chỉ cần cho mình thêm một chiếc cam. Đây. Một chiếc cam. Thì mình sẽ lột vỏ chiếc cam này ra để trộn với bã cà phê này. Đây, bạn chú ý mình thực hiện. Bưng, rẽ ra không? Giờ bạn sẽ lột cái cam này ra. Xong rồi bạn lấy cái bã cà phê này, xong rồi bạn chút vào trong cái vỏ cam này. Lại nghỉ bơ. Đó, mùi này rất là thơm, bạn chỉ cho cái cà phê vào vỏ cam. Sau đó các bạn trộn đều lên. Này. Hỗn hợp con này rất là thơm, rất thích thử cái mùi này. Đó. Xong sao các bạn sẽ cầm cái hỗn hợp này, các bạn bỏ vào nơi mà cần nó đi vệ sinh đúng theo quy định á. Ví dụ bạn cầm cái này bỏ vào nhà vệ sinh thì nó sẽ theo cái mùi này rất là thơm, thì nó sẽ ỉ trong nhà vệ sinh hoặc là đái nhà vệ sinh, hoặc là bạn muốn để nơi nào mà mình cần nó đi ỉ hoặc là đi đái thì bạn để vào chỗ đó. Thì mình sẽ để cái này ở hai chỗ, tại vì ở nhà mình nó sẽ hướng dẫn cho nó đi vệ sinh ở ngoài ban công và trong nhà vệ sinh, cho nó hai cái để nó lựa chọn đó, nó muốn đi chỗ nào nó đi. Tại vì ban công của mình thì trời mưa thì nó tạt thuốc, nó sẽ đi ở trong nhà vệ sinh. Còn nếu mà khô thì nó ra ban công nó đi vệ sinh. Thì bạn nên giữ cho cái nơi mà nó đi vệ sinh nó nên khô ráo. Và cái mùi thơm này nè thì nó sẽ đi vệ sinh tới chỗ đó. Mà bạn nên lặp đi lặp lại nhiều lần nha. Và một điểm á, điểm lưu ý nữa đó là cái khi mà bạn muốn biết cái con chó này nó muốn đi vệ sinh lúc nào á, thì đó là lúc mà bạn chó nó ăn xong á. Bạn chó nó ăn xong rồi bắt đầu nó mất chuẩn bị khoảng 15 phút rồi bắt đầu nó mất ỉ rồi. Thì bạn thấy dấu hiệu của nó là chạy lỏng quay lỏng quẩn rồi chạy vòng là biết là chuẩn bị nó đi ỉ á. Nên lúc đó là bạn nên dẫn nó tới cái chỗ mà nó có cái mùi thơm này nè. Đó. Thì nó tới nơi đó là nó sẽ bắt đầu là nó ỉ, xong rồi các bạn sẽ khen nó, nên khen nó là giỏi này nọ để cho nó được khuyến khích á, ỉ chỗ đó. Cộng thêm cái mùi hương này nữa là nó sẽ đi nơi mà các bạn muốn. Ví dụ như bạn muốn nó đi vệ sinh ngoài ban công như mình này, ngoài ban công thì mình sẽ để cái tô này ở nơi nào mà nó không có cái đụng với tới thì mà tới rồi mình kê lên. Ví dụ mình sẽ để cái nhiều mặt này đó, mùi dẫn này thơm để cho nó đi ỉ tới chỗ này nó ỉ. Nếu các bạn muốn nó đi trong nhà vệ sinh thì bạn cứ để cái này ở trong nhà vệ sinh đó, mình sẽ để trên cao trên cái bệ kệ bên trên này. À, cho nên cái mùi thơm trong nhà vệ sinh nó khác hẳn với mùi ở ngoài nhà đó. Thì khi cái mùi này nó sẽ tới đây rồi nó sẽ tự
tự nó đi đái trong này hoặc là đi ỉ trong này. Mong muốn
Hôm nay mình đã hướng dẫn xong các bạn mẹo để cho con chó đi vệ sinh đúng theo quy định á, thì bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn của mình là sẽ thành công là 100% luôn á. Thì ở video lần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn mẹo lên để nó chó này nó không có bị ve, mấy con ve nó ngoài chiếc trên người á, mượt lông nữa. Đó, cách làm rất là đơn giản. Đó, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình để kênh mình càng ngày lớn mạnh hơn ạ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào. Các bạn thấy không? Thấy nó đi đá không? Nó chờ vào đây xong nó chạy vòng 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 vô đi đá không các bạn?